Ngay ở giữa thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên đang có một vườn chim khi mà khu rừng tràm này ngày càng thu hút nhiều đàn chim về trú ngụ. Đây được xem là một điều khá bất ngờ đối với nhiều người bởi vì giữa nhịp sống sôi động ở đô thị thì người ta vẫn tìm được một không gian bình yên của làng quê bên những đàn cò trắng. Năm giờ chiều, đàn cò bắt đầu bay về. Ngôi nhà của chúng là khu rừng tràm gần khu du lịch sinh thái Thuận Thảo thuộc xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. Ngỡ ngàng là tâm trạng của nhiều người khi được chứng kiến đàn cò bay lượn. Bởi bây giờ, hiếm hoi lắm, người ta mới được nhìn thấy nhiều đàn cò như thế này. Hơn nữa, đàn cò trở về thành phố, nơi tưởng như không còn không gian cho những đàn chim trú ngụ. Trầm trồ khi mà ví dụ như một số khách quen thì lên đây thì người ta để nhìn cái cảnh này, chủ yếu là ra đây ngắm cò, mình vừa dùng tối mà mình ngắm cò. Còn những khách mà mới về lần đầu tiên họ rất là trầm trồ, có người chụp hình quay phim và cảnh thiên nhiên ở đây rất là tuyệt vời. Khu rừng tràm này rộng chỉ khoảng 2 hectare, nhưng nhìn giống hệt như một khu tiểu sinh thái, được bao bọc xung quanh là những nhánh sông nhỏ thuộc hệ thống sông Ba, nằm bên các khu dân cư ở thành phố Tuy Hòa. Sau mỗi năm, hệ thống thực vật cũng trở nên dày hơn và số lượng chim về trú ngụ cũng nhiều hơn. Khu rừng ngập nước như là ngôi nhà chung của nhiều loài chim, một tài sản quý, không dễ tìm thấy ngay cả ở những vùng quê. Bởi thế, với nhiều người, vườn chim là nơi để họ đón nhận quà tặng của thiên nhiên. Không gian quá tuyệt. Thấy cảm thấy nó đưa về một cái thời những cái khung cảnh hoang sơ mà nó tạo cho người ta cảm giác được trở về những cái vị trí mà một cái thời mà nó rất là không có, xung quanh mình không có bụi công nghiệp đấy, nó cảm thấy thoải mái và thư giãn. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Thanh Xuân đã nhiều lần có mặt ở khu rừng của những đàn chim này. Anh vẫn mải mê ghi lại những khoảnh khắc đàn cò khi xế chiều. Điều rất ngạc nhiên bởi vì ngay giữa trung tâm thành phố Tuy Hòa đây, cái khu du lịch sinh thái Thuận Thảo cũng đông người qua lại, mà cò nó về với một cái số lượng lớn như vậy mà nó lấy chỗ để trú ngụ như vậy, có thể nói rằng đây là một cái môi trường rất thuận lợi, thuận tiện cho nó sinh hoạt, nó ăn, nó ở. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta ở các nơi mà chúng ta vẫn duy trì tốt cái môi trường trong lành, an lành cho các loài động vật, thì tôi nghĩ rằng sẽ có cơ hội để phát triển rất là nhiều loài chim thú khác nữa, chứ không chỉ có cò. Một không gian tưởng như chỉ còn trong ca dao lại hiện hữu giữa một đô thị sầm uất. Sẽ không có không gian ấy nếu như không còn rừng, không có những con người giữ lại cánh rừng như vậy. Nhất là hiện nay, những cánh rừng ngập nước để đàn chim trở về ngày càng thu hẹp và tình trạng săn bắn chim trời theo kiểu tận diệt đang phổ biến. Với nhiều người dân địa phương cũng như du khách, vườn chim như một quà tặng đặc biệt của thiên nhiên. Bởi ở đây, họ tìm thấy được môi trường sống trong lành và bình yên nhất.